chào quý giả của đài truyền hình SCT. Sau đây xin mời quý vị theo dõi chương trình Thời sự 247 của Đỗ Dũng. Thưa quý vị, ngày 24 tháng 2 vừa qua là người ta đánh dấu đúng một năm cái ngày mà Nga xâm lăng Ukraine. Và trước đó một ngày thì Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã thông qua một nghị quyết không mang tính bắt buộc nhưng ảnh hưởng chính trị rất lớn đó là yêu cầu Nga rút ra khỏi Ukraine. Mà bây giờ người Ukraine đó, thì người ta không gọi đây là cái ngày mà Nga xâm lăng. Đương nhiên ai biết Nga xâm lăng mà người ta gọi luôn cái ngày mà Ukraine kháng chiến chống quân xâm lăng à, cái ngày 24 tháng 2 vừa rồi cái là Ukraine phát hành đồng bạc mới này trong đó có hình ba người lính Ukraine nghĩa là dựng cờ Ukraine giống như lính Mỹ ngày xưa từ lục chiến Mỹ dựng cờ Mỹ ở cái đảo Iwo Jima là giống như các binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa dựng cờ trên cổ thành Quảng Trị họ phát hành con tem đó, là thằng bé vật mặc đồ judo vật té ông Putin ông Putin đã ông tự hào là judo mà đại khái vậy rồi các cái ở uh, tòa đại sứ uh, cái con đường trước tòa đại sứ của nga ở bên london đó, bị người ta sơn cái cờ ukraine màu xanh màu vàng đúng không? rồi tháp eiffel cũng thắp sáng màu xanh màu vàng để ủng hộ ngay cả liên âu trụ sở của liên âu brusso thủ đô của bỉ ngày 24 tháng 2 họ cũng làm một chiếu đèn lên cái hình màu vàng màu xanh nói chung là nhiều quốc gia ủng hộ ukraine trong chuyện này thì cho thấy cái tình hình mà cuộc chiến là nó chưa có đi về đâu cả nhất là trong những ngày qua quý vị biết hội nghị an ninh ở tại Munich Mỹ với nga cũng với Trung Quốc cũng choạc nhau rồi nghĩa là ông Vương Nghị nghĩa là ủy viên Bộ Chính trị đặc trách Ngoại giao của Trung Quốc đi qua bên nga gặp cả ông Putin gặp cả ông Lavrov gặp cả ông Pashinsep đại khái như thế khẳng định là, là coi như quan hệ chúng ta vững như bàn thạch vẫn vân 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 đó. Thế thì cái ngày 24 tháng 2 vừa rồi Trung Quốc ông làm một hành động quái lạ Đó là ông đưa ra một đề nghị hòa bình Thì trên mình quý vị thấy là ông U Văn Bân cũng đọc Và cái này được đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Trong cái đề nghị hòa bình nó có 12 điểm đại khái như thế này à, Cái điểm đầu tiên đó, Hòa bình cho Ukraine nha Là tôn trọng chủ quyền lãnh thổ của tất cả các quốc gia trên thế giới Respecting the sovereignty of all countries à. Thứ hai Là bỏ đi cái tư tưởng Ý tưởng Chiến tranh lạnh Nó gọi là Cold War mentality Bỏ đi Bây giờ không còn chiến tranh lạnh nữa Chúng ta đã qua rồi Cái thứ ba Là phải ngừng ngay các cái hành động Chém gió những hành động gì đó Đại khái là Khiêu chiến lẫn nhau Khiêu chiến lẫn nhau Bỏ đi đừng có làm ngưng đi ngưng ngay lập tức điểm thứ tư là nối lại hòa đàm nối lại các cuộc nói chuyện để đem lại hòa bình cho ukraine điểm thứ năm là giải quyết khủng hoảng về nghĩa là nhân loại về con người tức là quý biết rồi đó chiến tranh càng triệu người phải di tản không có nhà ở không cơm ăn áo mặc lên, nên phải giải quyết cái chuyện đó là một cuộc khủng hoảng về con người đó điểm thứ sáu bảo vệ thường dân và tù binh chiến tranh phải bảo vệ những người này theo đúng cái nguyên tắc luật pháp quốc tế đó. người dân anh phải bảo vệ anh đánh nhau hình đánh nhưng mà anh phải bảo vệ người dân và tù nhân tù binh chiến tranh đó. điểm thứ bảy là gì giữ những cái kho vũ khí những cái nhà máy nguyên tử nhà máy điện nguyên tử đó an toàn phải giữ, tức là không được động vô, không được đánh vô những cái nhà máy điện nguyên tử này và coi như là gì đó là Trung Quốc họ, nói, họ phản đối nghĩa là cái chuyện mà tấn công vào các nhà máy điện nguyên tử cũng như yêu cầu tất cả các bên tuân thủ luật pháp quốc tế liên quan với đề an toàn về nguyên tử và Trung Quốc cũng ủng hộ cơ quan nguyên tử năng quốc tế đóng một vai trò xây dựng trong cái chuyện mà bảo đảm an toàn và an ninh cho các cái cơ sở mà nguyên tử điểm thứ 8 là giảm thiểu tối đa những cái rủi ro về chiến lược ví dụ như sử dụng vũ khí nguyên tử là không được chấp nhận không thể chấp nhận được cho dù trong hoàn cảnh nào Trung Quốc phản đối chuyện sử dụng vũ khí nguyên tử hoặc là đe dọa sử dụng vũ khí nguyên tử cũng bị phản đối luôn rồi cái là gia tăng các cái kho vũ khí nguyên tử phải tránh tối đa đó đại khái là họ phản đối cái chuyện này đó. điểm thứ 9 là tiếp tục đẩy mạnh sức càng nông sản à, chúng ta biết là sau khi đánh nhau ở bên Ukraine cái biển Đắc Hải đó coi như là nó bị Nga phong tỏa phong nga là phong tỏa mấy cái hải cảng của Ukraine đặc biệt là hải cảng Odessa là cái nơi mà xuất khẩu nông sản ngũ cốc cho các quốc gia châu Phi làm như thế thì bị đói thì Trung Quốc bảo là phải đẩy mạnh cái chuyện mà xuất cảng ngũ cốc này điểm thứ 10 là ngưng ngay các cái cuộc mà trừng phạt đơn phương tại ý nói Mỹ ha ha Mỹ đi đâu mấy anh đơn phương trừng phạt nga điều đó là không thể chấp nhận được Hả? Ngừng ngay Bởi vì những cái chuyện này không giải quyết được vấn đề Mà chỉ tạo ra thêm vấn đề Đó. Và Trung Quốc phản đối tất cả các cái cuộc mà trừng phạt đơn phương không? Do ngay cả hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc đưa ra Tức là gì là nói là nếu mà anh mà đưa ra tôi phủ quyết đó, họ có quyền phủ quyết đó mà. Đó. Điểm thứ 11. À. Giữ vững duy trì các chuỗi sản xuất cung cấp hàng hóa cho thế giới tức là chiến tranh gì chiến tranh không để những chuỗi cung ứng sản xuất bị tắc nghẽn hay là bị gãy đổ tức là nếu mà bây giờ thế giới lương thực hàng hóa đang đi thế này mà cách đánh nhau các anh là gây ra những cái chuyện mà trở ngại như vậy thì cái đó sẽ ảnh hưởng cho cái nền kinh tế của cả thế giới các cái này đúng thôi các anh đưa ra cái điều này là đúng nói chung tất cả động vật cuối cùng là gì đẩy mạnh cái chuyện tái kiến thiết sau khi chiến tranh chấm dứt tức là nếu đạt được 11 điều kia thì sẽ có hòa bình đúng không hòa bình thì phải tái thiết cộng đồng quốc tế cần phải có những biện pháp mạnh để ủng hộ các cái việc mà tái thiết sau khi chiến tranh chấm dứt trong khu vực xảy ra chiến tranh Trung Quốc sẵn sàng trợ giúp và đóng một vai trò xây dựng trong công việc này Đó, ngon cơm Thấy không? Đã đưa ra những cái đề nghị hòa bình tuyệt vời Nhưng mà thưa quý vị Ngay lập tức, ngay lập tức Bị gần như cả thế giới trội một gáo nước lạnh vào mặt Ông Trung Quốc Người ta trội ngay một gáo nước lạnh liền Họ nói rằng là những cái điểm này, thấy không, đưa ra thì cho thấy là khó thực hiện. Mặc dù cả thế giới đều mong ước hòa bình, đều muốn chấm dứt cái cuộc chiến này vì nó đã gây ra quá nhiều tăng thương cho người dân Ukraine, ảnh hưởng cả thế giới từ cái giá năng lượng, giá xăng, thực phẩm, nói chung đủ thứ hết. Không ai muốn cái chuyện này xảy ra. Thành ra khi cả thế giới, bóng trước tôi nói với quý vị rồi, đây là một cuộc chiến lớn của thế kỷ 21 bởi vì nó dính đến một siêu cường, dính đến các siêu cường. Cho nên ảnh hưởng cả thế giới. Thì trong lúc mà như vậy thì một cường quốc như Trung Quốc đưa ra một đề nghị hòa bình thì đáng lý mọi người phải hân hoan đúng không? Nhưng mà là không. Không hân hoan cái gì cả. Ngay đầu tiên là ông ngoại trưởng Anthony Blinken của Mỹ nói liền. Bất kỳ đề nghị nào có thể thúc đẩy hòa bình đều là điều đáng xem xét. Đều là điều đáng xem xét. Cái đó tốt tôi. Tuy nhiên, ha, nó không giải quyết được vấn đề. Đó. Đề nghị này không có bên nào được bên nào ủng hộ. Ngay cả các bên trong xung đột. Và cả Hoa Kỳ và cả đồng minh. Nga cũng không chấp nhận. Ukraine cũng không chấp nhận. Bởi vì sao thưa quý vị? hai cái điểm này nó không có phù hợp với thực tế Và một cái điều quan trọng nhất Là cái anh đứng ra Mà đề nghị giải pháp hòa bình Lại là cái anh thân với Nga Đồng minh của Nga Thì làm sao mà anh đề nghị hòa bình nữa? Anh tính đóng vai trọng tài Cái này người ta gọi là vừa đá bóng vừa thổ còi anh, anh, anh thân với Nga anh là đồng minh của Nga trong cái chuyện này năm lần bỏ phiếu ở đại hội đồng liên hợp quốc bốn lần anh bỏ phiếu trắng một lần anh bỏ phiếu chống anh đều bỏ phiếu có lợi cho Nga. Và anh vẫn đang tiếp tục mua buôn bán với Nga. Buôn bán sản phẩm hàng hóa mà những hàng hóa này không phải chỉ người dân Nga dùng mà ngay cả quân đội Nga cũng dùng luôn. Anh đang gián tiếp đổ dầu vào lửa. Anh lại đi anh bảo ơi đừng có đổ dầu vào lửa nữa, tay đang đổ. Không có đổ ngân trực tiếp, nhưng mà đổ đường vào hồng cũng là đổ. Có đúng không? mấy cái điều đầu tiên là ở đây không được là anh anh là tôi hỏi quý vị có khi nào mà đá banh quý vị coi ấy, cái trận bóng những trận bóng quan trọng ông trọng tài cũng là quốc tịch của nước đâu hay là ít nhất là đồng minh của nước đâu đi ra sổ cò tôi nói ví dụ như là cơ vị nam hàn bắc hàn đá với nhau mà kêu cho ông mỹ làm trọng tài cũng được ông mỹ là đồng minh của cũng ông Bắc hạ ông Nam Hàn hay là trong Trung Quốc thôi, làm trọng thái cũng đâu có được đâu vì ông Trung Quốc là đồng minh của Bắc Hàn có đúng không nào tào lao hết sức là tào lao nó còn tào lao chuyện gì nữa tôi sẽ kể cho quý vị sau phần quảng cáo xin quý vị đừng rời màn hình SCT ơn quý vị hình của đài truyền hình SCT. Sau đây chúng tôi trở lại chương trình Thời sự 247. Tôi đang về nói về cái đề nghị 12 điểm của Trung Quốc đưa ra vào ngày 4 tháng 2. Đúng một năm sau ngày Nga xâm lăng Ukraine mà Trung Quốc đã đề nghị hòa bình. Tôi nói ngay, không cần phải trình cao, không cần phải các nhà ngoại giao lớn. Ông Đỗ Dũng nhìn vào ông Đỗ Dũng thấy ngay là tào lao rồi. Thứ nhất là anh vừa đá bóng vừa thổi coi. Lát tôi nói tiếp cái chuyện đá bóng vừa thổi coi. nha. Nhưng mà cái điểm đầu tiên trong 12 điểm này em quý vị thấy là đề cập không Respecting the sovereignty of all country Tôn trọng chủ quyền tất cả các quốc gia Nghĩ điểm này là Trung Quốc đã sai rồi Sai, cực kỳ sai luôn Sai, sai cổ luôn Đây là ông viết này, Thấy không Quốc luật quốc tế là phải được thừa nhận trên khắp vũ trụ này Bao gồm mục tiêu và nguyên tắc của hiến trương liên hợp quốc phải được tôn trọng một cách triệt để chủ quyền độc lập chủ quyền lãnh thổ của tất cả các quốc gia phải được tôn trọng một cách có hiệu quả tất cả các quốc gia dù lớn hay nhỏ dù mạnh hay yếu dù giàu hay nghèo đều là các thành viên công bằng ngang bằng với nhau ở trong cộng đồng quốc tế đều bình đẳng dù anh lớn anh nhỏ giàu nghèo gì không tất cả quốc gia đều bình đẳng trong cộng đồng quốc tế tất cả các bên phải cùng với nhau giữ vững cái truyền thống căn bản của các quan hệ quốc tế mà điều khiển thế giới này và bảo vệ sự công bằng quốc tế cũng như công lý quốc tế sự bình đẳng phải được áp dụng đều trong luật quốc tế thấy không? và phải được quảng bá đẩy mạnh đều trên thương trường quốc tế thấy không trong khi những trường hợp tiêu chuẩn kép phải được phản bác không có tiêu chuẩn kép tất cả giống nhau trổ viết như một cái này chỉ có những giấy tờ thôi quý vị ơi làm sao mà trên thực tế được bởi vì sao ngay cái chuyện này là ông Trung Quốc đã bậy rồi Ông bỏ phiếu trắng Bốn lần Cho một cái anh nó xâm lăng nước người ta Mà điều này đã được ông Nguyễn Chí Vịnh Thượng tướng Quân đội nhân dân Việt Nam Quân đội nhân dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Và là cụ thứ trưởng quốc phòng bảo Cho dù anh là cái gì đi chăng nữa Nghe không? Anh không thể làm một chuyện thế chứ mà bây giờ ông Trung Quốc ông bảo là nghĩa là phải tôn trọng ông chính ông, tướng cũng bảo mà anh đem quân vào nước người ta là không được là sai anh phải thất bại anh phải tôn trọng ông Trung Quốc bảo tôn trọng mà ông có tôn trọng đâu ông thấy ông nga làm bậy thế ông làm lơ bốn lần bỏ phiếu trắng một lần bỏ phiếu chống khi mà người ta thấy cái anh nga không xứng đáng ngồi trong hội đồng nhân quyền thì ông Trung Quốc chống có bốn lần kia ông đều bỏ phiếu trắng ngay cái điểm đầu tiên là đã thấy tầm bậy rồi đó quý vị thế không bảo là phải tôn trọng tối đa không có ngoại lệ mấy nước cường quốc nói tàu lao đừng có ỷ cường quốc bóp cổ ông đối đồ dũng chắc có bóp à mà tôi nói tôi thấy tôi nói đó rồi và thưa quý vị đây nè ngay cái đề nghị này nhiều người nói là có nghe có vẻ khó tin. Để được cái đề nghị này tin cậy thì Trung Quốc phải được coi là một nhà trung gian hòa giải độc lập. Trong trường hợp này ông Trung Quốc rõ ràng đã chọn bên trong cuộc xung đột này. Nếu ông bảo không chọn bên, ông hiểu chọn bên giờ chứng minh nè. Thấy không? Trước hết vào tháng 2 năm ngoái chỉ ba ngày trước khi ông Putin xâm lăng Ukraine vào cái ngày mà bế mạc thế vận hội mùa đông ông tập cận bình và ông putin cam kết là gì hợp tác không giới hạn không thể nào mà anh nói là anh không biết được có thể nào mà tôi nói tôi hợp tác không giới hạn với quý vị sau ngày hôm sau tôi đi chiếm một thằng khác không thì người ta nhìn ngay quý vị người ta nghi ngờ liền thế chứ mà cái đã làm người ta nhớ lại thì năm 2008 cũng thế vào nội mùa hè ở Bắc Kinh ông Putin đang có mặt ở đó thì ở quê ở nhà ông ông cho lính như là xâm lăng Georgia chiếm cái vùng mà phía bắc của Georgia giáp với lại U nga và bây giờ chưa chịu trả để lấy cái phần nó bảo vệ người nga ở đó ông lấy cái cớ đó giống như ông xua quân qua bên Ukraine ông bảo rằng để bảo vệ người nói tiếng nga để chống lại cái là thành phần phát xít để chống là, 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 là nato mở rộng và ông thượng tướng nguyễn chí vịnh của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam nói anh dù lý do gì anh đều thất bại anh đưa quân qua nước khác mà anh không có chính nghĩa tôi xin nhắc lại đây là lời thượng tướng nguyễn chí vịnh thuộc quân đội nhân dân nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam một người mới quay xe họ nói rồi gì nữa sau khi Nga xâm lăng Ukraine, Trung Quốc tiếp tục mua dầu khí của Nga với giá rẻ và cung cấp cho Nga những mặt hàng mà Moscow bị cấm vận. không? Và vẫn không công nhận cái hành động của Nga là chiến tranh. Vẫn gọi là cuộc hành quân đặc biệt. Thậm chí còn thường xuyên đổ lỗi cho Hoa Kỳ và phương Tây gây hấn để buộc ông Putin hành động. À, cái này thì ông Nguyễn Chí Bình cũng có nói luôn. À, ông bảo rằng là gì? Cái ông, ukraine, ông ông nga thấy công ukraine đó, ghê quá không an toàn bảo là ông mỹ rõ ràng là mở ra cái cuộc chiến này để có đối thủ để bán vũ khí đúng không à, để bán vũ khí cho nên nó mới định cho ukraine bảo lấy tô để mở cái là ukraine buôn bán cái mở rộng nền dân chủ ukraine nga thấy đe dọa thành ra nga mấy cái cỡ này nhưng mà ông nguyễn trí vịnh và ông trung quốc quên một chuyện là gì cái gì đó là đều của ông nguyên ủy của nó hết đúng không tại vì ông putin độc tài xào bài ba lá với lại ông medvedev cho nên mới lãnh đạo nước nga 20 năm qua trở thành nhà độc tài thì khi độc tài mới xảy ra những chuyện như thế này thưa quý vị nếu mà trong một chế độ dân chủ đó, thì phương tây và hoa kỳ sẽ không lo sợ nước nga y chang trung quốc bây giờ bởi vì cương quốc mà anh lại là, là, độc tài thì độc tài sẽ dẫn đến những sẽ dẫn đến dễ dẫn đến những quyết định sai lầm và sai lầm thì anh có thể chiếm nước khác thành ra tôi phải chặn anh. Thế mình nói mà nó nó có nguyên ủy ông Nguyễn Chí Vịnh và ông Trung Quốc không nói cái chuyện đó ông, ông Đỗ Dũng phải nói cái phần đó. Không? họ nói có nửa kia ông Đỗ Dũng nói tiếp cái nửa sau này nó đều có vấn đề đó. mà nếu nguyên ủy đi xa nữa là gì không? Chết chúa. <laughs> Chúa tạo ra con người nói nhiều thứ tiếng khác nhau nên bây giờ chúng tôi quanh nhau Liên lỉ luôn, đúng không? À. Rồi, chưa chưa hết nữa. Từ khi nga xâm lăng Ukraine tới giờ, ông Tập cận bình chủ tịch Trung Quốc nói chuyện với ông Vladimir Putin ít nhất là bốn lần và sẽ đến thăm Moscow trong những ngày tới, trong những ngày tháng tới, trong khi chưa hề nói chuyện với ông Zelensky tổng thống của Ukraine anh là một anh nước lớn anh đòi đứng ra giải quyết cái là đem lại hòa bình mà anh hành động nó khác không phải là một ông anh lớn rõ ràng anh chọn phe thấy không rồi mới đây đó tôi kể với ông vương nghị đi sang đó là nga bảo là quan hệ chúng ta vững như bàn thạch và không có một lực lượng nào mà có thể nghĩa là suy chuyển làm suy chuyển chúng ta được anh cấu kết với lại nga thế mà giờ anh đòi đưa đề nghị hòa bình thì thưa quý vị chuyện nó chuyện là lạ, chuyện tào lao ai mà chịu thấy không ai mà chấp nhận cái chuyện này thấy không ngay cả ông này ông, ông cố vấn an ninh quốc gia của mỹ ông jack sullivan này ông nói ngay ngay cái điểm đầu tiên nó tôn trọng chủ quyền tất cả các nước khác là tôi thấy nó tào lao rồi rồi bây giờ liên âu và cả những nước khác đều phản đối cái đề nghị hòa bình này của trung quốc nhưng mà tại sao Trung Quốc vẫn làm như vậy? À, tôi muốn tỏ ra tôi là một nước yêu chuộng hòa bình. Tôi là một nước đàn anh. Tôi muốn đem lại hòa bình cho thế giới. <laughs> Ai mà tin nổi Trung Quốc. Tin Trung Quốc ba lúa giống. Đó là câu chuyện đáng chú ý trong tuần qua. Gửi đến cho quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Theo dõi chương trình. Chúng tôi xin hẹn quý vị vào chương trình sau.